Chào các bạn, có rất nhiều bạn đặt câu hỏi cho tôi là làm thế nào để có một giọng nói khỏe và rung. Thì trong nội dung video ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn tới các bạn một số kỹ thuật tập luyện hơi thở, cũng như là cách điều khiển cảm xúc và một số phương pháp đặc biệt khác để làm sao chúng ta có một giọng nói khỏe, vang và rung. Đầu tiên các bạn cần chú ý là những cái người làm các công việc mà liên quan tới việc phải nói nhiều, ví dụ như những MC, những diễn giả hay là các giáo viên, thì để có được cái chất giọng tốt như thế thì họ phải sử dụng giọng nói ở hơi thở của bụng, chứ không phải là chúng ta dùng hơi thở ở vùng họng đâu ạ. Như vậy là chúng ta cần phải biết được cách làm thế nào để luyện tập hơi thở từ vùng bụng, và đây là cái phần đầu tiên mà mình sẽ chia sẻ ở video này. Để luyện tập hơi thở bụng thì các bạn hãy hít vào một hơi thật sâu và sau đó giữ hơi thở tại bụng trong vòng khoảng 1 giây, và sau đó các bạn thở ra từ từ bằng đường miệng rất là nhẹ nhàng. Khi mà hít vào thì chúng ta có thể thuận theo cái thói quen, cái hơi thở tự nhiên, các bạn có thể hít bằng mũi thông thường là như thế, hoặc là một số bạn có thể quen hít bằng miệng cũng được. Các bạn hít thật là sâu và giữ lại ở vùng bụng 1 giây ạ. Và khi mà hít thật sâu rồi, các bạn thở ra từ từ bằng miệng. Mình sẽ thực hiện cho bạn xem nhé. Và bây giờ mình sẽ sử dụng cái kỹ thuật hơi thở bụng để trình bày 4 câu thơ trong truyện Kiều. Chúng ta cùng theo dõi nhé. Đầu lòng hai ả Tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Mai cốt cách tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Và rõ ràng các bạn thấy được mình đã sử dụng hơi thở bụng khi mình nói 4 câu thơ trong truyện Kiều, và mình tách ra bằng 2 nhịp thở. Khi các bạn rèn luyện cái kỹ năng này thường xuyên thì chúng ta sẽ có cái thói quen chủ động sử dụng cái sự hít sâu và các bạn thở ra bằng bụng khi mà các bạn. Bây giờ để các bạn thực hiện nó linh hoạt và nó dễ dàng hơn ấy, thì mình sẽ hít sâu và mình khi mà thở ra mình sẽ đếm thì nó có một số cấp độ. Các bạn phải đếm từ 1 cho tới 10, bởi vì ban đầu khi mới tập luyện thì hơi thở của bạn rất là ngắn. Khi mà level bạn cao hơn thì các bạn có thể nâng cái sức chịu đựng của mình lên, các bạn đếm từ 1 tới 15. Và như mình thì mình có thể đếm được từ 1 cho tới 20 ạ. Bây giờ mình sẽ thực hiện hít vào, thở ra và đếm các bạn nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ở cấp độ tiếp theo mình sẽ đếm tới 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cấp độ thứ 3 là đến từ 1 cho tới 20. 16, 17, 18, 19, 20. Vâng, thực sự là đến cái mức là 20 thì hơi thở mình cũng cụt rồi. Các bạn, mình đã luyện tập cái hơi thở để chịu đựng được cái mức số 20. Bởi vì khi chúng ta trình bày một vấn đề nào đó, đôi khi các bạn cần phải thời gian trình bày trong thời gian rất lâu, do đó cần nâng dần cái giới hạn chịu đựng của mình lên. Ok. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ với các bạn là chúng ta cần phải điều khiển cảm xúc để có một giọng nói vang và rung. Thoạt nghe thì điều này khá là mâu thuẫn, bởi vì là đấy là cái giọng nói liên quan tới cái vấn đề về kỹ thuật, tại sao tôi lại phải cảm xúc ở đây. Nhưng mà sự thật, nếu bạn có cảm xúc tích cực, những cái cảm xúc mà rất là tự tin về bản thân, bạn muốn chia sẻ, bạn muốn giúp đỡ những người khác, bạn muốn cái nội dung của bạn có thể mang tới phục vụ được nhiều người hơn, thì với cái cảm xúc tích cực như thế, rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng
lý và cái sức mạnh của học. Như vậy là mình đã chia sẻ về cảm xúc, chúng ta cần điều khiển được cảm xúc. Để điều khiển được cảm xúc thì chúng ta có một số kỹ thuật. Thông thường thì người ta hướng dẫn cho bạn cách tập luyện về yoga này, rồi bạn chạy, bạn tập thể dục này, hay như là bạn có thể thiền này. Thì theo mình là những phương pháp đó, mình thì mình cũng chưa trải nghiệm tới cùng những phương pháp đó. Tuy nhiên đối với mình thì mình tìm hiểu được một phương pháp cực kỳ đặc biệt, rất là dễ dàng, bạn sẽ không phải tốn năng lượng mà phải tập thể dục nhiều. Ở đây là một cái phương pháp tự kỷ ám thị, có nghĩa là các bạn sẽ liên tục các bạn nhắc nhở ám thị vào bản thân mình. Cái phương pháp này thì bạn cần kết hợp với lại việc gọi là đi kinh hành, tức là các bạn đi theo cái lời tác ý. Ví dụ bây giờ mình để mà mình có được hơi thở tốt như vậy thì mình sẽ tác ý như nào? Thân tâm phải khỏe mạnh này. Đó. Tôi giúp đỡ người khác, chẳng mình mang những cái thông điệp tích cực, mình ám thị vào bản thân mình những cái thông điệp tích cực. Đó. Tôi là một người khỏe mạnh, thân tâm phải khỏe